Mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Thời sự 365, chương trình tổng hợp liên tục những tin tức mới nhất mỗi ngày. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và dõi theo chương trình. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để là người đầu tiên nhận được những video mới nhất mỗi ngày. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng tới với chuyên mục điểm tin chính. Thủ tướng ra công điện ứng phó dịch bệnh khi xuất hiện biến chủng mới. Bộ Y tế tiếp tục hối thúc địa phương tăng tiến độ tiêm vaccine COVID-19. Hà Nội, một trường trung học phổ thông thông báo khẩn học sinh dừng học trực tiếp từ ngày 6 tháng 12. Giám sát chặt khách từ châu Phi và các nước có biến chủng Omicron đến Việt Nam. Thủ tướng ra công điện ứng phó dịch bệnh khi xuất hiện biến chủng mới. Thưa quý vị, trước tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, một số nước xuất hiện biến chủng mới Omicron. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện 1677 ngày 4 tháng 12 năm 2021 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Công điện nêu rõ, sau gần 2 tháng thực hiện nghị quyết 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, dịch vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Tại một số nước đã xuất hiện biến chủng mới Omicron. Để tiếp tục vừa kiểm soát phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cấp thực hiện đúng tinh thần nghị quyết 128, chủ động đánh giá mức độ nguy cơ sát thực tế để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, không gây ách tắc, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Cán bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, đẩy mạnh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine an toàn, khoa học, hiệu quả và các biện pháp phòng chống dịch của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế. Trước đó, ngày 29 tháng 11, Thủ tướng cũng đã có văn bản giao các bộ ngành tăng cường công tác kiểm tra biến thể Omicron. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành kiểm soát người đến và đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm Omicron nhập cảnh vào Việt Nam để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan biến thể này vào nước ta. Bộ Y tế tiếp tục hối các địa phương tăng tiến độ tiêm vaccine COVID-19. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có văn bản hỏa tốc gửi các tỉnh thành nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo đó, đến hết tháng 11, cả nước đã tiêm được hơn 123 triệu liều vaccine. Nhiều địa phương đã đạt tỷ lệ bao phủ vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên, trên 90% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một mũi và đang triển khai tiêm cho nhóm đối tượng 12 đến 17 tuổi. Tuy nhiên, còn một số địa phương tỷ lệ sử dụng vaccine trên số vaccine được phân bổ và độ bao phủ vaccine còn thấp. Còn nhiều người cao tuổi, người có bệnh nền chưa được tiêm có nguy cơ tử vong cao nếu nhiễm bệnh. Vì thế, để tăng cường công tác tiêm, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trong độ tuổi chỉ định, đảm bảo tiêm chủng an toàn. Đặc biệt lưu ý và ưu tiên tiêm chủng cho đối tượng là người từ 50 tuổi trở lên, người mắc bệnh nền. Hoàn thành việc bao phủ mũi 1 cho 100% dân số từ 12 tuổi trở lên trong năm nay và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Đối với những địa phương đã đạt được độ bao phủ vaccine cao, cần rà soát kỹ và tổ chức tiêm vét, đảm bảo tất cả người dân có đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ liều vaccine. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần xây dựng kế hoạch và triển khai việc tiêm mũi tăng cường, mũi bổ sung cho những người đã tiêm đủ liều cơ bản theo hướng dẫn. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình triển khai tiêm chủng tại địa phương và rà soát số lượng vaccine đã được phân bổ để chỉ đạo đôn đốc việc tiếp nhận vaccine và triển khai tiêm chủng kịp thời, không để xảy ra tình trạng thừa vaccine với hạn dùng ngắn hoặc quá hạn sử dụng phải hủy bỏ gây lãng phí. Bộ Y tế cũng nhấn mạnh việc thực hành an toàn tiêm chủng, theo dõi người được tiêm ít nhất 30 phút sau tiêm tại điểm tiêm, hướng dẫn người được tiêm theo dõi sức khỏe sau khi tiêm và liên hệ với cơ quan y tế gần nhất khi cần thiết, xử trí kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm. Ngoài ra cũng cần tăng cường truyền thông về lợi ích, tính an toàn của vaccine và những tác dụng không mong muốn có thể xảy ra sau khi tiêm để người dân hiểu rõ, hiểu đúng, tránh hoang mang và hưởng ứng chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19. Đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, vì thế Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ sử dụng vaccine đã được phân bổ và tỷ lệ bao phủ vaccine tại địa phương.
Hà Nội, một trường trung học phổ thông thông báo khẩn học sinh dừng học trực tiếp từ ngày 6 tháng 12. Thưa quý vị, ông Nguyễn Xuân Khang, hiệu trưởng nhà trường, trước đó Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định cho học sinh khối trung học phổ thông đi học từ ngày 6 tháng 12 sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng dịch COVID-19. Trước quyết định của thành phố, thầy trò và phụ huynh rất phấn khởi khi mong ước đến trường nhiều tháng qua đã được cho phép. Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, sẵn sàng đón học sinh đi học từ đầu tuần tới. Tuy nhiên, nỗi mừng vừa nhen nhóm, nỗi lo đã xuất hiện. Những ngày gần đây, các ca nhiễm COVID-19 ở Hà Nội tăng mạnh. Nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự lo ngại tới giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng. Ngay trong ngày 4 tháng 12, trường đã lấy ý kiến phụ huynh về việc có nên cho học sinh tới trường vào ngày 6 tháng 12. Kết quả, cơ sở Mỹ Đình có tới 82,35% phụ huynh chưa muốn cho con tới trường. Cơ sở Văn Phú có 74,3% phụ huynh chưa muốn cho con tới trường. Đa số phụ huynh muốn con học trực tuyến thêm một thời gian cho tới khi con được tiêm 2 mũi vaccine. Trước nguyện vọng của số đông phụ huynh, trường này đã thông báo cho toàn bộ học sinh bậc trung học phổ thông tiếp tục học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, trả lời báo chí, bà Văn Liên Na, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh Hà Nội cũng khẳng định, trong bối cảnh dịch bệnh mỗi ngày hơn 500 ca, nhiều phụ huynh đã có ý kiến chưa muốn cho con tựu trường. Chưa kể, hiện trường đang có 6-7 giáo viên thuộc diện F1 và cách ly y tế. Trường học mở cửa nhưng thiếu giáo viên cũng rất khó đảm bảo dạy học trực tiếp. Do đó, trường dự kiến sẽ xin lùi đến cuối tháng 12 khi tình hình dịch bệnh ổn định hơn mới mở cửa dạy học trực tiếp. Phó Hiệu trưởng trường này chia sẻ, điều bà lo lắng nhất là học sinh đi học trong bối cảnh bùng phát dịch COVID-19 như hiện nay. Dịch cũng rất dễ xâm nhập trong trường học, nếu chỉ được 1-2 tuần lại phong tỏa trường lớp, chuyển sang học trực tuyến sẽ rất xáo trộn. Trong khi đó, tại quận Ba Đình, ông Lê Đức Thuận, trưởng phòng giáo dục đào tạo cho biết, qua kiểm tra 8 trường trung học phổ thông trên địa bàn đều đủ điều kiện để mở cửa đón học sinh từ ngày 6 tháng 12. Ủy ban nhân dân quận đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn hiện có 12 phường cấp độ 1, phường Đội Cấn, Ngọc Khánh có dịch cấp độ 2, toàn quận cấp độ 2. Như vậy, tất cả học sinh, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đều có thể đến trường học trực tiếp từ ngày 6 tháng 12. Trừ học sinh thuộc diện có F1, F2 chưa có kết quả xét nghiệm âm tính và các em trong vùng phong tỏa. Bà Phạm Lệ Hằng, trưởng phòng giáo dục đào tạo Hà Đông cũng nói, địa bàn có 10 trường trung học phổ thông cả công lập và tư thục. Nếu xét mức độ dịch trên địa bàn, các trường đều đủ điều kiện để hoạt động trở lại. Tuy nhiên, trong ngày 4 tháng 12, Ủy ban nhân dân quận lập đoàn kiểm tra cơ sở vật chất, sau đó mới quyết định trường nào đủ điều kiện hoạt động. Trường nào đủ điều kiện sẽ được quận phê duyệt cho mở cửa trường học đón học sinh từ ngày 6 tháng 12. Trường nào chưa đủ điều kiện cơ sở vật chất tiếp tục hoàn thiện và dần hoạt động trong vòng một tuần, bà Hằng nói. Trả lời báo chí sau buổi kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho việc mở cửa trường học chiều ngày 4 tháng 12, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ông Phạm Xuân Tiến cho biết, đến nay, gần 95% học sinh trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đã được tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19. Qua kiểm tra, các nhà trường đã chuẩn bị rất chu đáo về kịch bản cũng như các điều kiện cơ sở vật chất cho công tác phòng chống dịch. Ông Tiến nói, khi học sinh trở lại trường, chúng tôi mong muốn cha mẹ học sinh quan tâm đến sức khỏe của các con, nhắc nhở các con thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Với các thầy cô, ngoài việc dạy kiến thức mới thì cũng cần ôn luyện bổ sung kiến thức đã học trực tuyến, giúp các con chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1. Ngày 2 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh khối lớp 10, 11, 12, các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tại các đơn vị xã phường thị trấn của tất cả 30 quận huyện thị xã có mức độ dịch ở cấp 1 và cấp 2 được đi học trực tiếp từ ngày 6 tháng 12. Hà Nội yêu cầu những trường có học sinh cư trú trên nhiều địa bàn khác nhau cần nắm rõ thông tin của học sinh, cấp độ dịch và quy định cho đi học trở lại của địa phương nơi học sinh cư trú để bố trí linh hoạt giữa học trực tiếp và trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh. Lãnh đạo các quận huyện thị xã căn cứ vào mức độ an toàn của dịch COVID-19 quyết định xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có các biện pháp ứng phó với các tình huống cụ thể trong phòng chống dịch COVID-19. Giám sát chặt khách từ châu Phi và các nước có biến chủng Omicron đến Việt Nam. Thưa quý vị, đó là yêu cầu của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam với các hãng hàng không, cảng vụ hàng không trong chỉ thị tăng cường phòng chống COVID-19, ngăn nguy cơ xâm nhập biến chủng Omicron vào Việt Nam. Để chủ động ứng phó và kiểm soát tình hình dịch COVID-19 trong nước, đồng thời ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng Omicron vào Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải. Trường hợp phát hiện nhân viên dương tính, các đơn vị hoạt động tại sân bay phải báo cáo cơ quan y tế, chính quyền địa phương để kịp thời xử lý. Các nhân viên tiếp xúc gần F1 phải được xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR và khai báo y tế đầy đủ theo quy định.
Cục trưởng Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ hành khách đến, đi qua các quốc gia tại châu Phi hoặc các quốc gia có biến chủng Omicron nhập cảnh vào Việt Nam để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến thể này, kịp thời báo cáo cơ quan y tế và báo cáo Cục Hàng không chỉ đạo xử lý. Các cảng vụ hàng không báo cáo Cục Hàng không các trường hợp hành khách đến đi qua các quốc gia tại châu Phi hoặc các quốc gia có biến chủng Omicron nhập cảnh vào Việt Nam. Trung tâm Y tế Hàng không được yêu cầu cập nhật thường xuyên các thông tin, khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO, Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng để nắm bắt tình hình dịch bệnh, chủ động lên kế hoạch về công tác phòng chống dịch bệnh. Trước đó, Cục Hàng không đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng cho phép không thực hiện các chuyến bay, bao gồm cả chuyến bay cứu trợ từ 10 quốc gia châu Phi đến Việt Nam gồm Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Nam Phi, Zimbabwe, Malawi, Angola và Zambia. Cấm nhập cảnh đối với hành khách có lịch sử đi qua các quốc gia này trong vòng 30 ngày trước khi vào Việt Nam. Có ý kiến và đề nghị Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể về kiểm soát y tế đối với hành khách đến từ một số quốc gia đã xuất hiện Omicron như Nhật Bản, Hàn Quốc. Bị cáo Vũ Nhật Cường khoe cả giấy khen của bố vợ vẫn không được giảm án. Thưa quý vị, tại phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, Công ty Nhật Cường. Vừa diễn ra, hội đồng xét xử đã bác kháng cáo của bị cáo Ngô Tuấn Sử, sinh năm 1976, giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Thanh Sơn. Theo đó, ông Sử đã chấp hành hình phạt 5 năm tù về tội buôn lậu, đồng thời phải liên đới bồi thường 15 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu. Trình bày căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt tại phiên phúc thẩm, bị cáo Ngô Tuấn Sử chia sẻ, ông có giấy khen trong thời gian đi học tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội, bản thân bị cáo đã tham gia nhiều công trình đặc biệt, được nhận giấy khen của nước Lào. Bố vợ bị cáo cũng có bằng khen, giấy khen. Nêu quan điểm trong bản án phúc thẩm, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho rằng, với hành vi của các bị cáo, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không ăn. Do đó, không có căn cứ chấp thuận kháng cáo của các bị cáo. Khi quyết định mức hình phạt, tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá toàn diện vụ án, vai trò, nhân thân các bị cáo, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ. Hình phạt mà tòa sơ thẩm đã áp dụng là tương xứng với vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà các bị cáo gây ra. Xét kháng cáo của các bị cáo, hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã thành khẩn ăn năn hối cải, xuất trình một số tình tiết mới, tuy nhiên, các bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ đặc biệt nào mới. Do đó, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo. Đánh giá về căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt mà bị cáo Ngô Tuấn Sử trình bày tại tòa phúc thẩm, luật sư Đặng Văn Cường, văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, việc có giấy khen thời sinh viên của ông Sử không phải là tình tiết giảm nhẹ. Về quy định giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác theo hướng dẫn tại nghị quyết số 01 năm 2000 và nghị quyết số 01 năm 2018. Cụ thể, người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác là người được tặng thưởng huân chương, huy chương, bằng khen, bằng lao động sáng tạo hoặc có sáng chế phát minh có giá trị lớn hoặc nhiều năm được công nhận là chiến sĩ thi đua. Một trong các điều kiện để người được tha tù trước thời hạn là có điều kiện có thể được rút ngắn thời gian thử thách là lập thành tích trong lao động sản xuất, bảo vệ an ninh Tổ quốc, được cơ quan cấp tỉnh trở lên khen thưởng. Luật sư Cường phân tích, như vậy, theo các văn bản hướng dẫn ở trên thì phải có giấy khen được cơ quan cấp tỉnh trở lên ký. Trường hợp giấy khen hồi phổ thông hay đại học do hiệu trưởng nhà trường ký thì không phải là căn cứ để xác định có thành tích xuất sắc trong học tập để được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Theo ông Cường, việc quyết định hình phạt căn cứ vào tính chất mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, nếu người kháng cáo có thêm một trong các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì cũng có cơ hội được xem xét giảm nhẹ. Luật sư Cường cho hay, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự chỉ là một trong các căn cứ để xem xét quyết định về mức hình phạt trường hợp có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hoặc xuất hiện các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới. Tuy nhiên, xét tính chất nghiêm trọng của vụ án thì tòa án vẫn có thể bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Ngoài ra, theo luật sư Cường, nếu tòa cấp phúc thẩm xét thấy việc đánh giá tính chất của vụ án tại giai đoạn xét xử sơ thẩm chưa chính xác, chưa khách quan hoặc chưa thể hiện được sự khoan hồng, nhân đạo thì vẫn có thể giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự mà không phụ thuộc vào việc có thêm tình tiết giảm nhẹ hay không. Luật sư Cường nói, trường hợp tòa án cấp phúc thẩm xem xét thấy việc xét xử của tòa án cấp sơ thẩm là chưa đúng, áp dụng sai pháp luật thì vẫn có thể sửa bản án sơ thẩm mà không phụ thuộc vào việc có thêm tình tiết mới hay không.
Nam Phi chạy đua tiêm chủng chống chọi Omicron. Thưa quý vị, giới chuyên gia Nam Phi đang nỗ lực làm rõ câu hỏi liệu vaccine có làm giảm hiệu quả trước biến chủng mới hay không, nhằm giúp giảm tình trạng nhiễu loạn thông tin và chính sách chống dịch vài ngày qua trên khắp thế giới. Biến chủng Omicron xuất hiện tại khu vực tiêm chủng thấp nhất thế giới. Trước đó, các chuyên gia đã dự báo rằng việc không ưu tiên tiêm chủng cho các quốc gia ở châu Phi sẽ khiến nơi này có thể trở thành vườn ươm cho biến chủng mới và khiến thế giới không thể vượt qua đại dịch. Hiện nay, mới khoảng 10% người dân ở châu Phi được tiêm một liều vaccine COVID-19, so với con số 64% ở Bắc Mỹ và 62% ở châu Âu. Nhưng mọi việc đang dần thay đổi. Trong những tuần gần đây, vaccine bắt đầu tràn vào châu Phi và thách thức mới đặt ra là làm thế nào để nhanh chóng mở rộng quy mô tiêm chủng như cách Nam Phi đã làm. Tính tới ngày 2 tháng 12, số liệu trên trang Origin Data, một dự án tại Đại học Oxford Anh chuyên gia nghiên cứu về tỷ lệ tiêm chủng trên thế giới, cho thấy gần 25% dân số đã tiêm đủ liều và 4,7% đã tiêm được một liều. Shabi Mahi, nhà vi rút học tại Đại học Witwatersrand ở Johannesburg, Nam Phi cho biết, chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn khắc phục được vấn đề cung cấp vaccine cho các quốc gia có thu nhập thấp hơn, nhưng ở những nơi chúng có sẵn, các quốc gia đang vật lộn để mở rộng quy mô tiêm chủng. Các nhà khoa học ở Nam Phi, nơi có cơ sở giải trình tự gen phức tạp tốt nhất châu lục, là những người đầu tiên công bố phát hiện biến chủng Omicron. Nam Phi cũng là nơi có tỷ lệ tiêm chủng tốt hơn ở hầu hết các quốc gia trên lục địa, dù mới 1/4 dân số được tiêm đầy đủ, và chính phủ cho biết họ vẫn có số lượng lớn vaccine trong kho dự trữ. Nhưng vấn đề là chiến dịch tiêm vaccine quá chậm chạp. Hồi tuần trước, các quan chức cho biết chiến dịch tiêm chủng ở Nam Phi đang đạt khoảng 50% tỷ lệ mục tiêu. Để ngăn ngừa việc vaccine hết hạn sử dụng, chính phủ thậm chí đã hoãn một số đợt giao hàng dự kiến vào đầu năm sau. Trong một cuộc họp ngắn mới đây để thông báo về phản ứng của chính phủ nước này trước chủng mới, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết, nội các của ông đang xem xét việc bắt buộc sử dụng vaccine tại các địa điểm và một số hoạt động cụ thể. Tuy nhiên, trước khi thực thi các quy định mới, một nhóm đặc nhiệm sẽ điều tra một cách tiếp cận công bằng và bền vững. Tổng thống cũng nói và cho biết là các ca nhiễm virus nói chung đã tăng gấp 3 lần trong một tuần. Ở một quốc gia nơi vaccine miễn phí, đây là một cách tiếp cận đáng mong đợi hơn là áp đặt thêm các lệnh hạn chế mới. Đeo khẩu trang vẫn là quy định bắt buộc ở nơi công cộng và lệnh giới nghiêm được áp dụng từ nửa đêm đến 4 giờ sáng. Chúng tôi biết đủ về biến chủng mới để biết mình cần làm gì nhằm giảm lây nhiễm và bảo vệ bản thân chống lại nguy cơ nhiễm nặng và tử vong, ông Ramaphosa nói. Các nhà lãnh đạo này nhấn mạnh thêm, công cụ đầu tiên mạnh mẽ nhất mà chúng tôi có là tiêm vaccine. Nhưng vấn đề không chỉ là do người dân e dè tiêm chủng do thông tin sai lệch, mà do vấn đề phức tạp về hậu cần, tài chính và thậm chí cả chính trị. Ở Nam Phi, chủng tộc là một yếu tố gây ảnh hưởng lớn. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Johannesburg phát hiện ra rằng, người da trắng ngần ngại tiêm vaccine hơn người da màu, nhưng nhiều khả năng họ sẽ được tiêm sớm vì đã được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Cuộc chạy đua tiêm chủng cho người châu Phi đang tiến triển. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trong 8 tuần qua, 30 quốc gia châu Phi đã sử dụng 80% số vaccine nhận được. Chỉ có Djibouti, Cộng hòa Dân chủ Congo là nơi mới tiêm 20% số vaccine nhận được. Tuy nhiên, vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Cho đến nay, các quốc gia giàu có mới chỉ phân phối 14% trong số 1,7 tỷ liều vaccine hứa hẹn cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình vào tháng 9 tới, theo dữ liệu của Origin Data. Và cho dù những liều thuốc đó đến nhanh đến đâu, các chuyên gia cho rằng các quốc gia châu Phi cần được hỗ trợ để có thể tiêm cho người dân.